bốc trên người. Người mẫu sử dụng đạo cụ để tạo hiệu ứng bốc khói màu. Trong sâu thời trang chiều 19 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hằng tham gia sự kiện Pink Summer Fashion Kiss. Cô làm vơ cho bộ sưu tập Diva U, Diva Me của nhà thiết kế Phan Quốc An. Khi Thanh Hằng bước ra, một thiết bị gắn sẵn trên người cô tạo hiệu ứng khói, gây bất ngờ cho khán giả. Đạo diễn Hưng Phúc cho biết thiết bị sử dụng hiệu ứng nhiệt để tạo khói hóa học, do đó Thanh Hằng phải chịu nóng đôi chút khi đeo đạo diễn chương trình khen thanh hàng xử lý chuyên nghiệp khi mang giày đinh góp nhọn các quắc trên nền đất cỏ mà vẫn giữ thăng bằng tốt